Trong hai ngày 30 và 31 tháng 3 năm 2015, tại Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra hội nghị thường niên cán bộ chủ chốt về đảm bảo chất lượng của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Đây là một trong hai hoạt động quan trọng của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á AUN do Đại học Quốc gia Hà Nội đăng cai tổ chức nhân năm ASEAN 2015 tại Việt Nam. Tham gia hội nghị có các thành viên ban điều hành AUN cùng đại diện lãnh đạo của gần 40 trường đại học thuộc AUN. Các đại biểu tham gia thảo luận các vấn đề quan trọng về hoạt động đảm bảo chất lượng của AUN như báo cáo tiến độ hoạt động của AUNQA từ tháng 3 năm 2014 đến nay, thảo luận và thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động chiến lược của AUNQA giai đoạn 2015-2018. Hội nghị đồng thời tiến hành nhiều chương trình nghị sự quan trọng khác như các vấn đề nảy sinh từ đánh giá chất lượng của UNQA ở cấp độ chương trình, các vấn đề liên quan đến bộ ứng xử trong hoạt động của UNQA. Hội nghị lần này cũng xem xét lại hướng dẫn đánh giá chất lượng của UNQA ở cấp độ chương trình và thảo luận nhiều vấn đề khác trong đó có kế hoạch tổ chức hội nghị thường niên cán bộ chủ chốt của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á về đảm bảo chất lượng năm 2016. Năm 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội đăng ký kiểm định chất lượng AUN cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đây được coi là đơn vị đầu tiên trong mạng lưới được kiểm định cấp đơn vị. Ngoài ra, bốn chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã được đăng ký kiểm định năm 2015, nâng số lượng các chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng.